quý vị và các bạn đến với mục Phụ nữ Hưng Yên, trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mô hình phế liệu sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, mặc dù mới được triển khai xây dựng từ đầu năm đến nay, nhưng đã cho hiệu quả rõ rệt đối với việc giúp hội viên nghèo vượt khó và ổn định cuộc sống. Tính đến nay, trên địa bàn xã đã xây dựng được 3 mô hình phế liệu sạch tại 3 thôn Xuân Bản, Xuân Đào, Xuân Nhân. Vào các ngày trong tuần, chị em hội viên phụ nữ phân loại và gom một số loại rác thải có thể bán được như bìa các tông, lon bia, chai hộp nhựa, đem ủng hộ cho hội viên quản cảnh khó khăn vào ngày 11 hàng tháng. Trung bình một tháng, từ nguồn phế liệu sạch này, hội viên phụ nữ đã giúp đỡ được 3 hội viên với số tiền trị giá 1,3 triệu đồng. Số tiền từ phế liệu sạch không chỉ giúp đỡ hội viên phụ nữ còn cảnh khó khăn đảm bảo cuộc sống, mà còn giúp chị em nhận thức và hình thành thói quen đối việc phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình. Là chủ xưởng chế biến xuất ăn công nghiệp tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, chị Nguyễn Thị Luyến đã tạo được nhiều việc làm cho lao động nữ và tích cực làm từ thiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Luyến được chị em hội viên biết đến là một người trẻ tuổi nhưng năng động và thành công trên con đường kinh doanh. Chị mở xưởng chế biến xuất ăn công nghiệp đã chục năm nay và với đặc thù của công ty, chị Luyến tạo được nhiều việc làm cho lao động nữ tại địa phương. Tổng lao động trong xưởng là 70 thì có đến 50 lao động nữ. Một số công việc chính chị em được làm là nấu ăn, rửa rau, rửa bát đũa. Trung bình mỗi lao động có thu nhập từ 4 triệu đến 7 triệu đồng một người một tháng. Không chỉ tạo việc làm cho chị em, chị Luyến còn tích cực tham gia làm từ thiện. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị tích cực giúp đỡ những hội viên nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về tư liệu sản xuất nông nghiệp, vật dụng gia đình, sách vở và chi phí học tập cho các em nhỏ. Trung bình một năm, chị Luyến trích ra 10 triệu đồng để ủng hộ cho gần 20 đối tượng trên địa bàn xã. Nhận thức rõ được ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, từ nhiều năm nay, các cấp hội phụ nữ của huyện Văn Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới. Con đường hoa trên trục đường chính vào Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài dài 450 mét được trồng từ đầu năm 2078, nhưng giờ đã xanh tốt và tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho đường xã. Với sự hưởng ứng đông đảo của 220 chị em hội viên phụ nữ, mỗi chị em đóng 10.000 đồng đã tạo nên tuyến đường này. Tính đến nay, toàn xã Lương Tài, hội viên phụ nữ đã trồng được 2,5 km đường hoa, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Sau khi phát động thì chị em hưởng ứng 100% và rất là nhiệt tình. Sau khi làm đường nông thôn mới xong rồi, những chỗ mà còn đất thừa sẽ phủ toàn hoa theo cái sự chỉ đạo của huyện hội cũng như là hội phụ nữ xã. Việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình tại xã Minh Hải được thực hiện từ năm 2016 dưới sự hướng dẫn của Phòng Tài nguyên Môi trường và Hội Phụ nữ các cấp. Tính đến nay, toàn xã có gần 170 hộ thực hiện, trong đó có trên 120 hộ thực hiện hiệu quả. Gia đình bà Cao Thị Đào là một trong những hộ đi đầu thực hiện phân loại và xử lý rác thải của xã. Thì chúng tôi thấy nó rất là thiết thực. Cái thứ nhất là nó giảm cái công vận chuyển cái rác vô cơ đi. Cái thứ hai là cái phân hữu cơ thì tận dụng để mà làm cái phân bón cho cây trồng. Thứ ba nữa là nó hạn chế cái ruồi nhặn để làm cho cái môi trường nó được trong sạch hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền chỉ đạo sát đến với mỗi chi tổ, tính riêng năm 2017, Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường triển khai xây dựng được mô hình xử lý rác thải hộ gia đình được trên 6.000 hộ, thành lập mới 2 câu lạc bộ sạch, 85 trên 85 chi hội tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm vào các ngày lễ Tết và định kỳ trong tháng, 8 trên 11 xã thị trấn trồng tuyến đường hoa. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình về đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động 503 sạch. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ các cấp huyện Văn Lâm, mỗi khu dân cư được đảm bảo vệ sinh môi trường, mỗi con đường được khoác lên diện mạo mới.